10 tháng 3, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý hàng chục người được phát hiện dương tính ma túy tại quán bar New Club trên đường Thành Công, phường Tân Sơn Nhì. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Phú ập vào kiểm tra quán New Club. Thời điểm này, trong quán có rất đông khách đang vui chơi. Thấy công an kiểm tra, nhiều người tìm cách bỏ chạy ra khỏi quán nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn. Hàng chục người có biểu hiện nghi vấn được đưa về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, công an ghi nhận có hơn 20 người dương tính với ma túy. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 1, Công an quận Tân Phú phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra quán bar Phương Lâm trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì. Qua đó, công an phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy và xử lý theo quy định pháp luật.